Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hiện tại em đang đứng ở gần ngã ba Võ Văn Tần và Cao Thắng, phường 2, quận 3. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền Cao Thắng, phường 2, quận 3 đang có nhu cầu bán, đó là căn góc 2 mặt tiền số 21 Cao Thắng, phường 2, quận 3. Một mặt tiền chính là Cao Thắng và một mặt tiền hông là hẻm xe hơi, với diện tích là ngang 5m1, dài 17.1, diện tích công nhận là 88.3m2, trệt 4 lầu, sân thượng, nhà trống lúc trước cho thuê là 85 triệu, hiện tại thì nhà trống chủ đang chào bán là 65 tỷ còn thương lượng. Vị trí rất là đẹp, cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi sổ giấy tờ cũng như là trao đổi thêm về phương thức giao dịch cũng như là pháp lý của căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và xin gặp lại. Xin cảm ơn.